Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thực lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên, bên Facebook Phong không phát livestream được, do đó đành phát lại trên YouTube. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và quý vị, trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, hai bản tin từ hai cơ quan truyền thông tôi tạm gọi là cảm thủ đồng loạt đưa tin khác nhau liên quan tới gia đình của Joe Biden. Chúng ta biết được là theo như nhận định chủ quan của tôi trước đây là cái tham nhũng trong gia đình của Joe Biden bắt nguồn từ lúc mà con trai lớn của ông ta qua đời năm 2015. Và lúc đó ông ta bị kẹt tài chánh và cuối cùng thì dẫn tới sự tham nhũng mà quý vị đã thấy được. Trong suốt thời gian qua tôi đã vạch ra cho quý vị thấy về những cái tham nhũng thông qua đứa con trai của ông ta là Hunter Biden và người em trai là James Biden. Tuy nhiên quý vị, hai bản tin mà đài truyền hình Newsmax TV và Fox TV đồng loạt đưa tin. Thứ nhất, con gái của Joe Biden là Ashley đang thiếu tiền thuế và đã có cái lien tức là cái hồ sơ đó thiếu thuế không trả, khiến cho sở thuế phải lien vào trong căn nhà của cô ta. Và thứ hai là James Biden đã từng liên hệ với lại các công ty về thuốc lá ở thập niên 90 lúc mà Joe Biden còn là thượng nghị sĩ. Thì quý vị, họ đã nói rằng là họ sẽ không mướn James Biden nếu anh trai của ông ta không phải là thượng nghị sĩ. Và đặc biệt là họ nhấn mạnh tới cái đạo luật mà Vũ đã được thúc đẩy trên sàn thượng viện nằm trong ủy ban tư pháp của thượng viện thời điểm đó, mà lúc đó Joe Biden là thành viên của ủy ban tư pháp, để thúc đẩy cải tổ cái luật liên quan tới thuốc lá. Nhưng mà cuối cùng thì cái luật đó bị thất bại. Thì quý vị, như vậy thì cái việc tham nhũng của gia đình Joe Biden không phải chỉ mới đây, không phải chỉ bắt đầu từ năm 2015, mà nó đã có dấu hiệu kể từ khi mà ông ta bước lên cái ghế thượng nghị sĩ rồi quý vị. Ok, chúng ta đi vào cái bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta mới cho thấy rằng là những gì Joe Biden đang nói đều là sự giả dối trước công chúng. Ok quý vị, con gái của Biden đã thiếu hàng ngàn cái tiền trong cái lợi tức, gọi là lợi tức của cô ta và liên quan tới thế, và cái lien của document, tức là cái vấn đề mà bị lien trong cái hồ sơ cá nhân của cô ta. Ok quý vị, tin này là lực công bố lần đầu tiên của đài truyền hình Fox News là Ashley Biden, là con gái của ông Joe Biden, đang thiếu khoảng 5.000 tiền thuế lợi tức bắt đầu từ năm 2015. Và theo cái thời cái hồ sơ thuế gần đây thì nó đã liên vào tất cả tài sản của cô ta. Và cái liên này, tức là cái sự mà gọi là quy cái món nợ này đã được áp dụng bởi chính quyền và nhắm vào cái tài sản mà mình đang có để khi mà mình không trả tiền thuế. Và trong ngày 1 tây tháng 12, thì cái cơ quan đặc trách tại Pennsylvania đã thông báo cho biết về số tiền mà cô ta đã không trả tiền thuế, cộng tiền lời, cộng thêm tiền phạt, và nó sẽ liên đới tới cái tài sản của cô ta ở tại tiểu bang gọi là khối thịnh vượng của Pennsylvania, và trong đó bao gồm luôn tất cả mọi thứ. Đây là cái mà theo tường trình của cái văn bản đã được phát hiện. Và trước đó thì bắt đầu từ tháng Giêng một tây năm 2015, khi mà Joe Biden còn là phó tổng thống dưới thời của Obama và chấm dứt vào tháng Giêng một tây tháng Giêng năm 2021, vài ngày trước khi mà ông ta bắt đầu trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Và trong đó thì bản tin từ một nhân vật có tên là Gareth Ziegler, là một trong những nhân vật điều tra. Điều này cái mức độ nó không bằng Hunter Biden. Tuy nhiên ông Joe Biden đã nói rất nhiều về làm sao mà giới giàu có ở Hoa Kỳ không trả công bằng cái tiền thuế và chia sẻ của họ khi mà họ không thể trả thêm. Trong khi đó những gì thì chính con cái của ông ta đã không trả tiền thuế. Đó là lời phát biểu của Gareth Ziegler, được xem là sáng lập của một tổ chức bất vụ lợi có tên là Marco Polo và là phụ tá của cựu Tổng thống Trump, đã nói với đài truyền hình Fox News trong cuộc phỏng vấn vào ngày thứ Sáu. Và thêm một cái thí dụ điển hình cho cái
cái sự gọi là vô lương tạ, vô tôi gọi là gì, vô careless, tôi tạm dịch là cái chữ không quan tâm đó quý vị, của ông Joe Biden. Dường như quý vị nghĩ rằng họ có thể có một số sẽ đưa ra những điều mà quý vị thấy rằng là họ, quý vị là một gia những gia đình của người Hoa Kỳ, chắc chắn rằng quý vị không có bị cái liên đới về thuế, đặc biệt là trong và cái mùa bầu cử năm nay. Và ông Ziegler nói trên website nói rằng là trong đó thì có 10.000 cái hình ảnh từ ở trong cái laptop của Hunter Biden từ năm 2008 cho tới 2019, và trong đó toán làm việc của ông ta đã phát hiện ra Ashley đã có cái tình trạng thiếu tiền thuế ở tại cái một cái hệ thống tòa án ở tại Philadelphia, và ông chỉ ra cho thấy trong cái laptop này. Và chúng ta đây không phải là một cái hoạt động của bên Cộng hòa gì cả, và điều này là cho thấy rõ ràng là con gái của của Joe Biden thiếu tiền thuế. Trong khi đó quý vị, trên đài truyền hình Newsmax thì lại đưa cái tin là FBI đã điều tra về cái hồ sơ tham nhũng của James Biden, em trai của ông ta, từ năm 2008. Ok quý vị, FBI đã mở hồ sơ điều tra James Biden từ năm 2008. Trong đó thì Ủy ban giám sát và điều tra về cái hoạt động của gia đình ông Joe Biden đã sử dụng cái quy thế của ông ta liên quan tới một cái vụ họ gọi là cái cuộc thương thảo về thương thảo giữa những công ty sản xuất thuốc lá, bao gồm cả James Biden. Và trong đó FBI đã có cuộc điều tra từ năm 2008 liên quan tới cái cuộc tham nhũng này. Lúc đó thì James Biden đã có được phần tiền trong đây, theo FBI cho biết, từ năm 2008, và tờ Washington Post đã báo cáo hôm Chủ nhật. Trong đó đã được nhìn thấy tất cả những cái tài liệu từ Ủy ban giám sát và cái tiến trình đã điều tra đàn hạch. Và trong cái phiên tòa ở Mississippi thì luật sư của tên là Richard Cruz đã lên tiếng và nói rằng đã chi trả cho James Biden và Sarah Biden cho cái tiền gọi là cố vấn lên tới 100.000 Mỹ kim để giúp họ có thể thúc đẩy một cái luật thông qua năm 1997 liên quan tới luật về thuốc lá. Tuy nhiên cái luật này đã bị thất bại, và James Biden là nhân vật quan trọng bởi vì anh ta là em trai của ông Joe Biden, lúc đó là thành viên cao cấp của Ủy ban Tư pháp của Thượng viện. Lúc đó là Thượng viện Đảng Cộng hòa nắm quyền đa số. Ông này là thành viên cao cấp của Ủy ban Tư pháp tại Thượng viện. Và khi đó thì ông Joe Biden, ông ta là thượng nghị sĩ, đã bắt đầu là có cái đưa ra cái dự luật và trong đó phản đối, trước khi mà ông ta tìm cách thay đổi cái lá phiếu của ông ta. Tôi không bao giờ mướn ông ta nếu ông ta không phải là em trai của thượng nghị sĩ, Scott đã nói về James Biden. Và James Biden chưa bao giờ gọi là không dừng, và anh ta đã mang tất cả mọi thứ lên. Và ông Scott đã cho biết về cái việc này, số tiền lên tới lúc đó là cái dự án đã thỏa thuận giữa các công ty thuốc lá với chính phủ Hoa Kỳ và chính quyền liên bang là 248 tỷ Mỹ kim trong cái thỏa thuận liên quan tới năm 1998, mà trong đó là cái công ty luật của ông Scott đã có khoảng từ 300 triệu cho tới 400 triệu Mỹ kim theo tường trình của tờ Washington Post. Và ông chỉ ra cho thấy rằng là số tiền 100.000 Mỹ kim này là một phần trong cái việc mà ông James Biden và vợ của ông ta là thông qua một cái gọi là tiền cố vấn lên tới 100.000 Mỹ kim. Quý vị, thời điểm này thì có lẽ nhiều quý vị mới qua Mỹ hoặc là qua Mỹ nhiều năm rồi mà quên. Năm 1996, lúc mà Bill Clinton thắng cử lần thứ hai, thì lúc đó quý vị, chính quyền của Bill Clinton đã thúc đẩy rất nhiều những cái dự luật và liên quan tới vấn đề gọi là tôi gọi là tạm gọi là chuyên chế với người dân Hoa Kỳ. Trong đó đầu tiên hết là năm 93 thì Bill Clinton bắt buộc phải seat belt. Tức là quý vị, trước năm 1993, tức là trước khi Bill Clinton lên làm tổng thống, thì quý vị lái xe ở Mỹ thì cái dây seat belt á, là cái dây nịt á, ở trên xe đó nó có, nhưng mình có quyền seat belt hay không seat belt. Tức là mình có quyền cài nó vô hay không thôi. Nếu mình cảm muốn an toàn cho mình thì mình cài nó vô. Nếu mình không muốn an toàn, mình muốn thoải mái thì khỏi cài cũng không sao hết. Thì quý vị, trước giai đoạn đó là như vậy. Và đến năm 1993, khi Bill Clinton lên thì ông ta ký hai cái dự luật hành pháp. Thứ nhất, buộc tất cả các người lái xe trên toàn nước Mỹ, tức là những người mà có bằng lái xe, khi ngồi lên xe mà xe lăn bánh ra đường phố là phải seat belt. Đó là thứ nhất. Thứ hai, ông ta buộc tất cả những người dân sống trên toàn nước Mỹ phải mua bảo hiểm xe. Và nó được thông qua bởi sàn Thượng viện lẫn Hạ viện. Lúc đó đảng Dân Chủ nắm quyền đa số. Thì quý vị, nó được thông qua trên sàn Thượng viện và Hạ viện. Và buộc tất cả những người dân lái xe trên toàn quốc
là phải mua bảo hiểm cho chiếc xe. Nếu chiếc xe đó muốn lăn bánh ra đường thì phải có bảo hiểm. Thì cái này là chính Bill Clinton đã ký. Thì bên cạnh cái việc ký kết và đưa ra những cái luật mà tôi tạm gọi lúc thời điểm đó là cái thời điểm mà gọi là khá chuyên chế. Thì quý vị, năm 1996 khi Bill Clinton tái đắc cử trở lại, thì đầu tiên hết là ông ta công bố cái việc mà cho Internet được ra công chúng. Tại vì trước đó Internet là cái hệ thống network chỉ do cơ quan tình báo CIA và cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ giới tình báo sử dụng mà thôi. Thì năm 1996, chính Bill Clinton là người ký ban hành cái đạo luật cho phép Internet được ra ngoài công chúng. Thì đến ngày hôm nay quý vị đã dùng Internet rồi. Thì quý vị, bên cạnh đó thì cái lúc đó Bill Clinton lên thì ông ta nhắm vào rất nhiều hãng rượu và hãng thuốc lá. Ông ta đánh thuế rất cao vào thời gian năm 1996 là cái thời điểm mà tất cả rượu và thuốc lá đều bị cấm quảng cáo trên truyền hình. Là cũng Bill Clinton ký. Cấm quảng cáo rượu và thuốc lá trên truyền hình và cho phép các tiểu bang có quyền đánh thuế vào rượu và thuốc lá để mà lấy thêm tiền thuế và buộc tất cả các hãng thuốc lá khi mà in cái gói thuốc lá ra là phải báo động về cái vấn đề bị cancer, tức là bị ung thư ở trên gói thuốc lá. Tức là những cái luật đó được ra năm 1996, chưa kể là cái luật mà nó bắt lắp một cái, tôi nhớ năm đó là còn lắp một cái cây súng của quý vị á, là phải lắp một cái khóa an toàn. Năm đó, từ 96 cho tới 98, trước khi xảy ra cái scandal của Monica Lewinsky, thì là Bill Clinton lại ký thêm luật là bắt tất cả những cây súng là phải lắp đặt cái khóa an toàn. Thì nó được thông qua bởi cái sàn Thượng viện và Hạ viện. Thì là, quý vị, thời điểm đó Bill Clinton ký hàng loạt những cái chính sách liên quan tới vấn đề gọi là súng đạn, thuốc lá, rượu vân vân, đại khái như vậy. Và ông ta chuyên nghĩa thì lúc đó quý vị, hãng thuốc lá đang bị phạt bởi vì đã cố tình gieo rắc vào đầu của những đứa trẻ gọi là vị thành niên về cái làm quen với thuốc lá bằng những cái quảng cáo của họ. Thứ nhất là họ quảng cáo ở trên tất cả các platform truyền hình, báo chí, mà họ còn đặt bản quảng cáo sát ngay bên trường học. Bản quảng cáo của thuốc lá nằm sát ở tất cả các cái vị trí trường học, trung học. Thì đây là cái mà Bill Clinton nói rằng là những hành động này là cố tình xây dựng những thế hệ kế tiếp hút thuốc lá. Ông ta bắt đầu là Bộ Tư pháp của chính quyền Bill Clinton đã nộp đơn khởi kiện tất cả các công ty thuốc lá. Và lúc đó thì James Biden đã nhận tiền của công ty thuốc lá, mà lúc đó Joe Biden là thượng nghị sĩ. Joe Biden là thượng nghị sĩ và ông ta nằm trong ủy ban tư pháp của Thượng viện. Thì chính ông ta đã đệ trình một cái dự luật chung với là một số thượng nghị sĩ khác thời điểm đó để mà điều chỉnh cái sự thỏa thuận của chính quyền liên bang với lại hãng thuốc lá, giảm cái tiền của hãng thuốc lá xuống. Nhưng mà cuối cùng thì cái luật đó bị thất bại ở trên sàn Thượng viện. Tại vì lúc đó quý vị, sàn Hạ viện năm 96 thì là Đảng Cộng hòa đã nắm lại quyền đa số rồi. Dưới thời đó là ông Newt Gingrich làm chủ tịch Hạ viện. Thì quý vị, lúc cuối cùng thì cái luật đó bị thất bại. Nhưng đây là lời nói của luật, cái tổ hợp luật sư mà gọi là giúp cho James Biden và thương thảo với James Biden. Chính ông ta nói, chúng tôi sẽ không thuê mướn công ty luật của James Biden và Sarah Biden nếu anh trai của ông ta không phải là thượng nghị sĩ. Đây là lời khẳng định của ông Scott, tức là cái người mà đã chính thức deal với lại ông James Biden. Thì quý vị, rõ ràng lúc đó cả gia đình của Joe Biden đã lợi dụng cái vị thế thượng nghị sĩ của ông ta rồi để mà trục lợi. Và chính ông ta là người đã đệ trình cái dự luật gọi là điều đình của các cái hãng thuốc lá với lại chính quyền của liên bang lên sàn Thượng viện. Nhưng mà thời điểm đó thì bị thất bại. Tức là quý vị, cái này cho thấy là thứ nhất là cái việc tham nhũng trong gia đình của Joe Biden không phải chỉ từ năm 2015 mà quay trở lại tới năm 1996 rồi. Và cái hồ sơ đó FBI đã điều tra James Biden năm 2008, tức là cái năm mà bầu cử. Nhưng mà cuối cùng nó bị ém lại tại vì năm đó bầu cử và Joe Biden trong vai trò là đứng chung liên danh với Obama tranh cử năm 2008. Cho nên toàn bộ hồ sơ đó bị ngưng lại cho tới bây giờ luôn.
cho tới bây giờ luôn quý vị. Thì quý vị thấy rõ ràng, thứ nhất chúng ta nhìn thấy được từ cái góc cạnh của mình là cái sự tham nhũng của gia đình Joe Biden không phải chỉ sau năm 2015, mà nó đã bắt nguồn từ thời mà Joe Biden đã trở thành thượng nghị sĩ. Ông ta trở thành thượng nghị sĩ ở đầu thập niên 70. Tôi từng nhắc với quý vị là khi mà cái ngày đầu tiên mà ông ta vô làm thượng nghị sĩ, ông ta cùng với một số thượng nghị sĩ khác đệ trình dự luật cắt bỏ ngân sách cho Việt Nam Cộng Hòa đó. Và tới năm 74 thì chúng ta bị cắt đó. Thì quý vị, bắt đầu từ lúc ông ta bước chân vào ghế thượng nghị sĩ thì đã có tình trạng này rồi. Chứ không phải là sau năm 2015. Đó là điều thứ nhất mà mình nhìn thấy được trong cái hồ sơ tham nhũng gọi là đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ của gia đình Joe Biden. Và điều thứ hai, nó cũng nhắc tôi ngược trở lại 30 năm trước, gần 30 năm trước, tức là cái giai đoạn Bill Clinton lên làm tổng thống. Thì quý vị, giai đoạn đó hầu hết chính trị gia của Hoa Kỳ thông qua những công ty lobby đã vận động những du lịch có lợi cho những tài phiệt phe của mình. Trong đó thì tôi nhớ thời điểm đó là phe Cộng Hòa thì ủng hộ cho các công ty về quốc phòng và các công ty về năng lượng. Phe Dân Chủ thì các công ty về tài chánh, ngân hàng, bảo hiểm. Tài chánh, ngân hàng và bảo hiểm. Cũng như là phe của Cộng Hòa thì họ không có cái gọi là mặn mà lắm với các công ty thời điểm đó. Cái công ty lớn nhất là công ty Philips, là công ty Philips Tobacco. Đây là cái công ty sản xuất thuốc lá lớn nhất nước Mỹ luôn. Thì những cái vườn mà trồng cây thuốc lá của họ ở West Virginia tới ngày hôm nay vẫn còn đó quý vị. Thì lúc đó quý vị, là cái giai đoạn đó chúng ta sẽ thấy được cái nền chính trị của nước Mỹ. Các dân cử, dân biểu cho tới thượng nghị sĩ, họ đều thông qua những công ty lobby nhận tiền. Nhận tiền dù đó là tiền tranh cử hay là tiền cá nhân, để họ đưa ra những cái dự luật có lợi cho những công ty đó. Và kết quả năm 93 quý vị nhớ, tôi nhắc lại quý vị đó, là do cái sự vận động thì tất cả người dân trên toàn nước Mỹ phải mua bảo hiểm. Tại vì lúc đó là các công ty bảo hiểm, tài chánh, ngân hàng đều là những nhà donor lớn nhất của đảng Dân Chủ. Do đó Bill Clinton lên là nó thông qua cái luật đó, tất cả mọi người phải mua bảo hiểm xe. Thì sau này tới năm 2008 quý vị còn nhớ, Obama thúc đẩy buộc tất cả mọi người phải mua bảo hiểm sức khỏe. Quý vị còn nhớ lúc Obama vừa đắc cử không? Thì cuối cùng mới đưa ra cái sáng kiến gọi là Obamacare đó. Tức là tất cả mọi người mà không có bảo hiểm sức khỏe sẽ bị phạt. Sẽ bị phạt trong cái hồ sơ thuế cuối năm. Cho tới thời ông Trump ông hủy bỏ, rồi tới thời của Joe Biden lên, bây giờ áp dụng trở lại. Thì chúng ta thấy được là cái thời điểm, cái điều thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh, thời điểm của thập niên 90 và 2000 là các dân cử ở DC, gồm có thượng nghị sĩ và các dân biểu, đều nhận tiền của các công ty để mà vận động những cái luật có lợi cho họ. Đó là cái văn hóa của cái nền chính trị Hoa Kỳ bắt đầu từ dưới thời của Bill Clinton. Nó tạo ra một cái bãi đầm lầy của Washington DC ngày hôm nay. Mà chúng ta gọi là một cái bãi đầm lầy là bởi vì nó theo cái thói quen đó rồi. Từ thời của Bill Clinton cho tới thời của Bush Gore. Và kể cả thời Obama luôn. Trừ khi lúc mà ông Trump lên, ông thay đổi tất cả cái văn hóa này. Còn trước đó rõ ràng, tất cả đều mang cái văn hóa này. Và điều thứ hai, trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay, quý vị, Joe Biden ngay ngày đầu tiên lên nhận chức tổng thống, điều đầu tiên của ông ta là ông ta muốn tăng thuế. Ông ta nói rằng là ông ta sẽ tăng thuế với những ai có lợi tức trên 400.000 Mỹ Kim. Từ 400.000 Mỹ Kim tới 1 triệu Mỹ Kim, thì coi như cái khoản đó là những người ở thành phần trung lưu tại Hoa Kỳ. Thì ông ta lên, ông ta nói những ai có lợi tức trên 400.000 Mỹ Kim là bị ông ta bục thuế hết. Và ông ta đã làm. Trong 3 năm qua, những người nào mà lợi tức mà trên 400.000 Mỹ Kim đều trở thành mục tiêu bị đục tiền bởi Joe Biden. Và ông ta còn nói rằng là tất cả những giới giàu có phải san sẻ tài sản của họ bằng cách là đóng thêm thuế. Ông ta đe dọa đánh thuế tất cả những công ty được xem là khỏe mạnh ở nước Mỹ hay là những công ty mà được xem là giàu có ở nước Mỹ. Ông ta đe dọa tùm lum hết. Và chưa hết, ông ta còn ký một cái luật buộc tất cả các ngân hàng phải báo cáo cho sở thuế
nếu như mà thân chủ của họ có cái số tiền deposit trên 600 Mỹ kim. Rồi ông ta lại chi ra số tiền thuê 87.000 nhân viên của sở thuế để đi rượt nợ đối với những người thiếu thuế. Chính ông ta làm những điều này. Chính ông ta thúc đẩy những điều này. Nhưng kết quả thì chính con trai, con gái của ông ta là những kẻ trốn thuế, thiếu nợ thuế và không đóng thuế. Đó, quý vị, từ trước giờ chúng ta nhắm vào Hunter Biden thiếu tiền thuế 1.4 triệu. Hôm nay thì người ta thấy rõ ràng là từ tờ báo cánh tả Washington Post và đài truyền hình Fox News đã đưa ra đó, Ashley Biden đang thiếu tiền thuế và nó liên vào trong cái tài sản của cô ta ở tại Pennsylvania từ năm 2015 tới bây giờ. Ông ta đi rượt thuế tất cả người dân Hoa Kỳ. Ông ta bắt từ thành phần trung lưu cho tới cái thành phần được xem lại giàu có, phải ói tiền thuế, phải đóng thêm thuế và phải bị phạt vạ vì thiếu thuế. Ông ta mướn tới 87.000 nhân viên sở thuế, chủ yếu là đi rượt đòi tiền thuế đối với người dân mà. Nhưng mà ngược lại, chính trong gia đình của ông ta thì em trai cho tới con trai cho tới con gái đều trốn thuế hết. Đây là cái lời mà nhân vật được xem là lớn tiếng và nói đó. Ông nói ông ta cứ bô bô kêu mọi người phải đóng thuế mà chính gia đình của ông ta đều không thực hiện cái nghĩa vụ đóng thuế. Tới mức bây giờ FBI và kể cả công tố viên đã truy tố đó 9 tội đối với Hunter Biden, tức là 3 trọng tội và 6 tiểu hình liên quan tới hồ sơ thuế năm 2018 và 2017 và 18. Với số tiền nợ thuế lên tới 1.4 triệu Mỹ kim, không chịu trả và không chịu khai luôn, giấu luôn. Thì quý vị, rõ ràng Joe Biden là một kẻ giả dối, một kẻ đạo đức giả. Ông ta buộc người dân Hoa Kỳ phải tuân thủ tất cả những cái luật thuế của Hoa Kỳ, nhưng trong gia đình của ông ta không có ai tuân thủ cả. Và quý vị thấy, tôi đã nói quý vị là mục đích của Joe Biden là toàn cầu hóa. Ông ta chỉ muốn thế giới có hai phía thôi, giàu và nghèo thôi. Tại vì người nghèo lúc nào cũng đông hết, người nghèo lúc nào cũng chiếm đa số phiếu hết. Do đó, ông ta nhắm mục tiêu đánh gục toàn bộ giới trung lưu của Hoa Kỳ. Lương mà trên, lợi tức mà lên trên 400.000 Mỹ kim là trở thành mục tiêu của ông ta. Thì tôi nói từ 400.000 Mỹ kim tới 1 triệu Mỹ kim một năm là coi như là thành phần trung lưu tại Hoa Kỳ. Bây giờ ông ta đánh gục hết thành phần này. Nếu thành phần này biến mất thì coi như những người mà bị đánh thuế kiểu này, quý vị, họ rớt từ mức độ họ là thành phần trung lưu, họ rớt xuống bình dân. Họ phải đẩy lợi tức xuống thấp. Để không bị đánh thuế, họ phải tiêu xài đủ kiểu hết để tránh tình trạng bị đánh thuế. Thì quý vị, cuối cùng thì quý vị, chính ông ta là người giết cả cái thành phần trung lưu của Hoa Kỳ. Mà giống như tôi nói, trong xã hội phải có thành phần trung lưu, bởi vì đó là một cái tầng lớp rất quan trọng. Nó giữ cho ổn định xã hội. Nếu không có thành phần trung lưu ở giữa thì chắc chắn cứ cách vài năm người nghèo lật người giàu, lật đổ chính phủ. Tại vì số lượng người nghèo rất đông. Họ chiếm 90% ở một quốc gia, bất kỳ một quốc gia nào, họ cũng chiếm từ 80 tới 90% cả. Và khi họ nghèo, họ đâu cần biết gì nữa. Họ lật đổ chính phủ, họ lật đổ hết để họ lấy tài sản. Và cứ vài năm nó lại lặp lại như vậy. Là cái xã hội đó luôn bất ổn, không ổn định được. Khi người nghèo lật người giàu. Tại vì nó thiếu cái thành phần trung lưu ở giữa để giữ quân bình xã hội. Còn Joe Biden bây giờ rượt thuế nhắm vào những thành phần này. Ông ta nói rằng healthy, tức là những thành phần giàu có. Những thành phần giàu có nó kiếm cả chục triệu hay cả trăm triệu. Thì những thành phần này giàu có rồi, đánh thêm chút thuế với nó không thành vấn đề. Nhưng mà thành phần trung lưu đánh thêm thuế với họ là họ chết tươi ngay. Đây chính là cái mà tôi nói quý vị, đạo đức giả của Joe Biden và cái ý tưởng thâm độc của ông ta. Khi mà muốn triệt tiêu một tầng lớp trong xã hội để duy trì cái sự gọi là lãnh đạo lâu dài của một đảng phái. Do đó quý vị, nhìn tất cả những cái diễn biến diễn ra trong cái hồ sơ gia đình của Joe Biden, chúng ta mới thấy ra được. Thứ nhất,
là cái văn hóa đầm lầy tham nhũng nó bắt nguồn từ thời của Bill Clinton. Cho tất cả, không phải chỉ riêng gì Joe Biden, và tất cả những kẻ tham gia vào chính trường ở Thượng viện hay ở Hạ viện, nó bị lây cái văn hóa này kéo dài cho tới thời của Obama. Và thứ hai là chưa bao giờ trong lịch sử của nước Mỹ lại có một cái gia đình mà nó tham nhũng khủng khiếp như vậy. Chưa bao giờ có. Mà không phải chỉ là mới đây, bây giờ người ta mới phát hiện từ năm 1996 rồi. Thì quý vị, cái này là cho người Mỹ thấy rõ và nó minh bạch hơn. Thứ ba là cái đạo đức giả của Joe Biden. Ông ta ép tất cả mọi người phải tuân thủ luật thuế, đóng thuế và tăng thuế. Ngược lại gia đình của ông ta thì trốn thuế. Và bây giờ còn Hunter Biden thì bị truy tố. Còn Ashley Biden thì bây giờ bị liên cái căn nhà. Liên này cái tức là khi mà quý vị có một cái tài sản, một ngôi nhà mà quý vị thiếu thuế không trả, thì quý vị vẫn được ở ngôi nhà đó nhưng bán không được. Tại khi bán ngôi nhà đó ra đó thì sở thuế sẽ lấy tiền trước. Sở thuế hay chủ nợ của mình sẽ lấy tiền trước. Quý vị có quyền ở. Luật không bắt tịch thu căn nhà để mà trừ thuế. Tại vì quý vị chỉ có một căn nhà để ở thôi, thì luật không cho chuyện đó. Nhưng quý vị không bán được, không cho mướn được, không cho thuê được, không làm gì được hết. Là bởi vì cái căn nhà nó bị thiếu thuế. Và quý vị khi mà bán là tất cả cái tiền bán đó, khi nó vô escrow đó, là escrow nó giải quyết hết tất cả những món nợ này. Trả tiền thuế, trả tiền chủ nợ. Thì cái phần còn lại nếu dư thì của quý vị. Còn nếu không dư, quý vị thiếu lại ngân hàng. Ngân hàng sẽ tiếp tục rượt nợ mình. Thì chính con gái của Joe Biden bây giờ bị liên vào căn nhà ở Pennsylvania. Thì quý vị cho thấy rằng là ông ta đạo đức giả. Ông ta đạo đức giả, ông bắt tất cả mọi người ở Mỹ này là phải tuân thủ thuế. Thậm chí ông ta còn thuê thêm 87.000 nhân viên của sở thuế. May là vừa rồi đảng Cộng Hòa nắm lại Hạ viện. Họ cắt bỏ cái ngân sách của sở thuế để mà lắp qua cái ngân sách dành cho phía Do Thái. Họ cắt bỏ. Nếu mà họ không cắt bỏ thì quý vị, 87.000 nhân viên sở thuế nó chỉ trực là dí mình thôi. Rồi quý vị deposit vô tiền vô ngân hàng trên 600 là sở thuế nó ngó tới liền. Ngày xưa là 10.000. Quý vị một ngày quý vị deposit dưới 10.000 đô la thì ngân hàng không có trách nhiệm báo cho sở thuế. Không có trách nhiệm. Nhưng bây giờ trên 600 đô la là phải báo cho sở thuế biết. Tức là ông ta rượt thuế người dân Hoa Kỳ tới mức như vậy luôn. Thì quý vị, trong khi bản thân gia đình của ông ta. Đây chính là những gì mà chúng ta thấy được cái tham nhũng của gia đình Joe Biden nó tệ hại tới mức độ nào. Và cái thái độ đạo đức giả của ông ta nó tệ hại tới mức độ nào. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay liên quan tới cái hồ sơ thuế của con gái của ông ta, cũng như là cái tình trạng mà nhận tiền tham nhũng hợp pháp của James Biden năm 1996, thập niên 90, vận động cho các hãng thuốc lá thông qua cái vai trò của anh trai mình là thượng nghị sĩ đặc trách, là thành viên cao cấp của ủy ban tư pháp tại Thượng viện. Cho thấy là cái tham nhũng này nó không phải bắt nguồn từ năm 2015, mà nó đã có từ sâu xa từ thập niên 90 rồi. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều bài nói chuyện này. Và Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.